con muốn quy y với ông Năm nhưng ở quá xa, nhờ ông Năm nói giùm rồi chỗ này cho cô với đồng đạo này. Kính thưa quý vị, cũng có điều kiện những người ở xa như ở ngoài Bắc, ngoài Trung hay là các nước ngoài bên Mỹ, bên Pháp chẳng hạn, người ta cũng nói vậy đó, muốn quy y với ông Năm mà xa quá không biết làm sao. Thì tôi nói thì dù xa hay dù gần, nếu cần thì tôi giới thiệu để quy y Tam Bảo, quy y với Phật, với Thầy, chứ không phải quy y với tôi. Tôi là người đứng ra giới thiệu thôi, chứ tôi không phải là giáo chủ, cho nên tôi không có được mà cho ai quy y với tôi hết, và không ai được kêu tôi bằng Thầy hết, chỉ đồng đạo như nhau thôi. Nếu lớn tuổi thì anh chị, nhỏ thì em út, thương yêu lẫn nhau như con một cha, và dìu dắt lẫn nhau vào đường đạo đức, mình bình đẳng với nhau thôi. Đức Thầy cho biết cái người bổn đạo cũ hướng dẫn người bổn đạo mới, thì hoặc người có đức hạnh đứng ra chứng để làm lễ cho người mới quy y, thì tôi cũng như đứng ra chứng để làm lễ cho độc đạo quy y. Nếu không được ở gần ở xa thì cái điện thoại đó tôi cũng có thể đọc bài quy y và tôi chứng kiến cho quy y được. Ngồi thiền mà thấy người khác trong tâm mình lại bị khóa, ngồi thiền mà thấy người ở trong tâm mình khóa, thấy ở trong tâm mình khóa sáng hả, thấy trong tâm mình khóa như có ai khóa vậy, thì người ta khóa với trong tâm mình cũng như có người khóa vậy đó, là coi như là lăn xăng lộn xộn trong tâm đó. Thành ra phần nhiều đó là từ lâu vấn đề ngồi thiền mà thấy trong tâm dường như có ai phá hay rắc rối thì đó chẳng qua là mình ép cái xác. Cái thân này là ngũ quẩn, khi mà mình ép nó đó thì nó sanh ra ngũ âm ma. Mỗi một cái quẩn sắc thì 10 con ma, thọ tưởng hành thức mỗi cái là 10 con ma. Chứ bằng khi mà cái ngũ âm ma đó nó hiện đủ thứ hết, nó hiện thấy người, thấy cảnh, thấy vật, thấy trời, thấy đất, thấy tiên, thấy Phật, đủ thứ hết. Rồi mình không biết, mình tưởng đâu rồi mình đắc đạo rồi, hay là mình linh thính rồi, thì nâng cái cơ hội đó cái lòng mình khởi vui mừng. Thì vui mừng là thất tình lục dục, mình khởi sợ hãi cũng thất tình lục dục, mình khởi thương, khởi ghét, khởi buồn, khởi rầu cũng thất tình lục dục. Thất tình lục dục là thập tam ma, nó đồng với ma, cho nên ma nó phải đối vì lạc vào ngũ âm ma, cho nên đó là một vấn đề nguy hiểm. Cho nên đối với tôi bây giờ, Đức Thầy khai sáng cho tôi cái pháp môn tu hành không có bắt buộc ngồi gì hết, đi đứng nằm ngồi cũng vậy, sống thẳng với cái biết mình thôi, là thiền. Chữ thiền là tâm thanh tịnh, chữ thiền là trí sáng suốt, chữ thiền là rõ ràng biết chứ không có gì lạ hết. Hiện giờ anh em mình tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, rõ ràng biết, cái gì cũng thấy, cũng nghe, cũng biết hết, mà đừng khởi lên vui buồn thương ghét, thì ngay đó là thiền, chứ khỏi ngồi, khỏi nằm, khỏi gì hết. Ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, uống nước cũng thiền, mình công chuyện cũng thiền luôn, chú quay phim cũng thiền luôn, tôi nói gì cũng thiền luôn. Chứ không phải nghĩ mới ngồi thiền, không phải vậy. Cái tâm thiền chứ cái tướng đâu có thiền, cái thân tôi nhúng nhích chứ cái tâm tôi đâu có nhúng nhích. Cái người điều khiển cái miệng tôi nói, cái người đó đâu có nói. Nhưng mà cái người đó mới thiệt, còn cái miệng tôi bất quá bị ta điều khiển nói thôi à. Chứ cái miệng tôi không phải tôi, mà cái người điều khiển cho cái miệng tôi nói, cái người đó mới thiệt là tôi. Đức Thích Ca 80 năm rồi cũng vẫn tịch diệt, cũng nhập niết bàn, cái xác thân này cũng thiêu đốt mà. Cái đó không phải Đức Thích Ca, mà cái biết của ông Đức Thích Ca mới là Đức Thích Ca. Thì ông Di Đà cũng vậy, ông Di Đà cũng vậy, thì mình cũng vậy. Cái biết là Phật chứ không phải thân này. Thân này mới mất chết đem con, đặng được chỗ này rồi gọi là kiến tánh thành Phật, chứ không phải ông Phật ở bên Ấn Độ, cũng phải ông Phật ở bên Tây Phương, cũng phải ông Phật ở bên Trung Quốc, mà ông Phật ngay đây nè, kêu Phật thức tâm đó. Mà tâm là cái gì? Tâm là cái biết. Cái biết dừng lại, không vọng tưởng, nơi nơi bất động. Cái biết dừng lại, không tưởng tà. Cái biết dừng lại, không lo âu, không sợ sệt. Biết hết tất cả mà không làm cái gì hết. Vật chất cái gì rù quến cũng không làm, danh lợi tình cũng không dính, trời trăng mây nước gì biết hết. Nhưng không khi nào xưng ta biết, không khi nào xưng mình sáng suốt, không khi nào xưng mình thông minh. Thì cái biết đó là Phật, khỏi tu ngày nào cũng Phật hết. Kính thưa quý vị, đến đây cũng tạm dừng. Rồi cho một vị đồng đạo này hỏi chỗ này. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nhờ chú giải dùm cho đồng đạo này.
Kính thưa quý vị, vừa qua câu hỏi của đồng đạo, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, đó là ở trong kinh Phật. Bồ Tát là muốn nói cái người trí, cái người đạo đức thâm sâu, có trí giúp đời thì không khi nào tạo cái nhân ác. Nghĩa là mở miệng nói một lời ác thì quả ác trả lời, tức là tạo nhân. Thân làm một việc ác thì gây đau khổ cho mọi người và dạng dạc thì nghiệp ác trả lời. Cho nên Bồ Tát không khi nào nói ác, không khi nào làm ác. Một tư tưởng ác dù mình không làm cũng bị màn vô minh nó che phủ, cũng bị cái ác niệm đó mà sinh ra nghiệp báo. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, diệt cái nhân, tham sân si, diệt cái nhân, nói ác tưởng ác làm ác. Cho nên Bồ Tát tự tại vô ngại. Còn chúng sanh không sợ nhân, sợ quả. Làm thì ác thiện làm, mà tới đâu cái rên ra chạy đi kiếm thầy kiếm bà rồi chửi giùm tôi, chửi giùm tôi hết bệnh đi làm ác nữa đó. Chúng sanh thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Ý muốn nói rằng mình muốn tu, muốn tiến quá thì phải bắt chước theo Bồ Tát, tránh nhân chứ đừng sợ quả. Tôi cứ làm lành hoài đi, quả đến như tôi trả. Còn cái này không sợ nhân, cứ làm ác là quả đến rồi khóc ra rồi rầu rĩ rồi cầu phản trời Phật độ tôi, thần thánh độ tôi, mình làm ác độ được hay không? Thì cái này tuyệt vời, cái câu nói này hay lắm. Dạ, như vậy kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Vì cho xin còn tiếp thêm nữa. Vì đồng đạo hỏi chú Năm, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm sao được nói? Người câm sao? Người câm được nói. Cái chỗ này mới là tuyệt vời nữa kìa. Nói về cái đạo thông thường đó, thì Đức Thích Ca nói một nạn trong tám nạn, câm ngọn đuôi điếc là một nạn trong tám nạn. Mình tắt con đi, mình giải quyết cho mình rồi hết đã lại. Một nạn trong tám nạn, câm ngọn đuôi điếc mù rồi đó. Nhưng mà tại sao người mù được thấy, người biết được nghe, người câm được nói? Xin thưa rằng câm cái miệng chứ không có câm cái tánh, mù con mắt chứ không có mù cái tâm đó. Điếc cái lỗ tai chứ cái tánh thật không điếc. Cho nên khi mà cái người nhận ra tánh thật, tu cái pháp tối cao tối thắng đại thừa rồi, không cần mắt, không cần tai, không cần nói được, vẫn tự nhiên không có sao hết. Ông A mà được mù con mắt nhưng mà thấy được ba tình trời. Tôi bây giờ mắt tôi là nhìn xa được, mà ban đêm tôi nhắm gì tôi nhìn khỏi tam thiên đại thiên thế giới luôn, thấy tất cả những gì bên trên luôn, tôi đâu cần mắt đâu. Thì lỗ tai cũng vậy đó, bình thường cái lỗ tai tôi về già ra điện thoại biết biết không nghe xa được, mà tôi nghe được tiếng ca của mấy ông tiên trên trời, mấy ông ca tiên tôi nghe được đó, tôi đâu cần lỗ tai. Đó là cái tâm nghe, dùng tâm ngó không nên dùng mắt ngó, lấy tâm nghe đừng có lấy tai nghe. Tôi tới cái chỗ đại thừa tối thượng thừa rồi, không cần mắt tai mũi miệng luôn, vẫn nghe vẫn thấy vẫn biết. Cái đó mới là tuyệt vời của đạo Phật. Kính thưa quý vị, thì tôi cũng giải ngắn thời vậy thôi, thời giờ rất ít, mình không có nói nhiều cũng được. Dạ. Vị đồng đạo này hỏi tiếp, Đức thầy dạy pháp môn tịnh độ là phương cứu cánh cái này gắn phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Thành ra hai câu giảng của Đức Thầy, môn tịnh độ là phương cứu cánh, gắn phụng hành kẻo phụ Phật xưa, đó là Đức Thầy xác định rằng cái môn tịnh độ này do Đức Thích Ca ngày xưa dạy ra, Thầy nói lại cho mình chứ không phải của Thầy đâu đó đàng hoàng. Mà ông Phật xưa là ông Phật nào, phải không? Thường thường thì ai cũng nói lịch sử ghi đàng hoàng trước 2500 năm, 2563 năm Đức Thích Ca ra đời, mở ra tu hành đắc đạo, mở ra cái mối đạo Phật. Như vậy là Phật xưa. Nhưng mà còn cái nghĩa nữa, cái nghĩa tuyệt vời nữa là Phật tánh của mình. Cái tâm mình xưa nay nó thành Phật rồi, mà mình không niệm Phật, không nhớ Phật, không tưởng Phật, cái mình quên luôn, mình phụ ổng luôn. Cho nên mình niệm Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, đặng không phụ cái Phật tánh của mình. Rồi nhờ đó mình nâng ra mình có Phật tánh, mình tu chứng cái Phật tánh, rồi mình thành Phật. Nó có hai nghĩa, một nghĩa sự và một nghĩa lý. Cho nên Đức Thầy nói rất tuyệt vời.
môn tịnh độ là phương cứu cánh. Chữ tịnh độ tức là cái pháp tha lực. Mình niệm Phật để cầu nguyện nhờ Phật rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ niệm Phật đó mà cái tâm thanh tịnh, nhờ niệm Phật đó mà quên các việc trần, nhờ niệm Phật đó mình mới nhớ ra Phật của mình, rồi mình ngộ tánh mình, rồi mình thành Phật. Mặc dù nó khác nhưng cũng đồng với lý kiến tánh thành Phật vậy, chứ nó không có khác. Nhưng mà người sơ cơ phải dạy vậy cho người ta dễ tu. Nói Phật tánh người ta hù hù không biết, à bây giờ đó ông niệm Phật đi, cái Phật trước ông về Cực Lạc, người ta chịu thì thấy dễ quá, phải không? Thành ra ở đây là cái phương pháp độ đời phải quyển chuyển đủ cách. Chứ tịnh độ cũng vậy, kiến tánh cũng vậy. Dù 1000 muôn pháp cũng chỉ ngay Phật tánh, dù 1000 muôn sông rạch cũng chảy về biển, mà nước biển chỉ có một màu mặn thôi, không có màu khác nữa. Cho nên